Báo cáo của một nhóm nghiên cứu cho biết, ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu đóng một tàu ngầm mới khi ông Kim Jong Un kêu gọi tăng cường khả năng tấn công từ dưới biển. Hãng Bloomberg và trang 38 not đưa tin, trong vài tháng qua các phần thân tàu và thiết bị dùng để đóng tàu ngầm đã xuất hiện ở nhà máy đóng tàu Sinfor. Chiếc tàu ngầm đang được đóng có thể có kích cỡ tương tự chiếc tàu mới nhất được đóng tại nhà máy này, vốn là tàu ngầm tấn công chiến thuật có khả năng bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Hồi tháng 9 năm 2023, Triều Tiên đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới mang tên anh hùng Kim Kun ok Những hình ảnh ban đầu cho thấy tàu ngầm mới là chiếc thứ hai được chế tạo để bắn tên lửa đạn đạo, có thể có 10 ống phóng và là tàu lớp Romeo được hiện đại hóa do Liên Xô thiết kế, ấn phẩm chuyên môn NAVAL NEWS cho biết.